Xin chào các bạn. Thì cũng khá lâu rồi, hôm nay chúng ta mới lại gặp nhau các bạn ha. Thì thứ nhất là công việc của mình là khá là bận, thứ hai là mình nghiên cứu nhiều thứ, và thứ ba là nhóc của mình nó mới bị tay chân miệng các bạn ha. Thì nay cháu nó đã khỏi rồi. Thì cái video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái sự hứng thú hay một cái sự hứng khởi khi mà thị trường đang khá là khởi sắc ở thời điểm hiện tại. Các bạn theo dõi thị trường, các bạn cũng biết các cái con đào bằng Vega cũng như bằng CPU thời điểm vừa qua đang rất là rầm rộ, tin tức rất là nhiều. Rồi các cái đồng coi đào thì boom rất là mạnh. Ví dụ như cái đồng coi đào bằng CPU thì nếu các bạn tham gia thị trường thì các bạn sẽ biết ha. Mình nhớ con đó là ZEPH thì phải. Thì nó tăng từ mình nhớ là đâu khoảng tầm từ 3 đô mà lên 50 mấy đô ha. Giá ở thời điểm hiện tại sáng nay mình chết là khoảng tầm 28 đô. Thì ở thời điểm hiện tại nếu mà các bạn biết cấu hình và các bạn đào thì các bạn có thể kiếm được từ 2 cho đến 3 đô một ngày sau khi các bạn đã trừ tiền điện ha. Có một số người thì có thể kiếm rất là nhiều bởi vì những cái bạn đó có cấu hình rất là mạnh. Rồi thì mình sẽ không nói về cái con đào bằng CPU đó, mà hôm nay mình sẽ nói về một cái con đào cực kỳ mới và đang được cộng đồng FOMO cực kỳ nhiều ha, đặc biệt là những cái người dày dạn kinh nghiệm trên thị trường. Rồi thì cái con này là một bản fork của Kaspar. Thì các bạn không còn lạ lẫm gì với các cái máy đào là KS0, KS1, KS2 vân vân. Thì con đồng coin này nó là gì? Là Kasem Network. Và cái đồng coin này nó được thiết kế là một bản fork của Kaspar, nhưng mà sẽ không đào được bằng ASIC, tức là các bạn chỉ có thể đào bằng Vega mà thôi. Và ở thời điểm hiện tại thì hầu hết tất cả các Vega trên thị trường đều có thể đào. Ở đây như các bạn đã thấy là mình đang chạy con CPU của mình đây, chạy con worker của mình đây ha, mình đang mai. Thì mình đang mai thì các bạn có thể thấy ở đây. Ví dụ như cái con RTX 4070 này tốc độ của mình tới là 1 GB. Trong cái đó cái con 30HX thì tốc độ của mình chỉ có là gì? 56 mà thôi. Thì thực ra cái con đào này nó lại vẫn chưa hỗ trợ cho 30HX các bạn ha. Cho nên là những bạn nào mà đang có những con trâu đào 30HX thì cũng rất là chia buồn với các bạn. Và đây là mình sau khi mình tìm hiểu và mình cấu hình được thì các bạn đã thấy ăn rất là ít điện ha. Đây các bạn thấy không? Ăn nè, con này của mình là 3070 Ti mà nó ăn có 90W mà nó cho mình tốc độ là 760. 3070 thường là gì? 79W và nó cũng cho mình là 700. Và con RTX 4070 thì cho mình là 98W và được 1 GB. Và các bạn thấy không, nhiệt độ cực kỳ mát và đây là tốc độ quạt cực kỳ thấp. Đây là một điều cực kỳ ngon lành đối với những cái người mà tham gia châu đào như chúng ta. Các bạn cũng biết rồi, khi mà chúng ta đào thì con CPU nó càng cái cạc càng ăn điện ít bao nhiêu, cái cạc càng nhiệt độ thấp bao nhiêu thì cái độ bền của cái cạc của chúng ta càng cao và cái tuổi thọ của cái máy đào của chúng ta càng ngày càng cao. Thôi thì mình không nói dông dài nữa, thì mình sẽ đi vào chủ đề chính ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ đi đào CAS, đọc là gì? Kasem Network. Thì mình nhắc lại, đây là một bản fork của Kaspar. Và những cái bun đào lớn trên thế giới, các bạn thấy những cái bun đào nổi tiếng, mình cho các bạn xem thêm một cái bun đào rất là nổi tiếng nữa. Các bạn đánh cho mình là K Mini Bun, các bạn sẽ thấy đây các bạn thấy không, đây là cái gì, đây là một cái bun đào nữa này, đây là một cái bun đào này đó. Và cái bun đào By Can Mai, đây là một cái bun đào cực kỳ nổi tiếng. Thì hiện nay cứ sau một ngày hoặc là vài ngày thì sẽ lại có thêm một cái bun đào lớn hỗ trợ Kasem. Và hiện nay Kasem chưa list bất cứ một sàn nào, các bạn chỉ có thể mua bán OTC mà thôi ha. Và mình cũng nhắc đến đây, mình cũng sẽ nhắc lại, đây không phải là lời khuyên đầu tư của mình dành cho các bạn. Máy là của các bạn, tiền điện là của các bạn có làm hay không đó là việc của các bạn. Mình chỉ nói là hiện nay cộng đồng đang rất là FOMO con này. Các bạn nếu chấp nhận rủi ro, các bạn có thể đào và tích trữ để khi được giá chúng ta bán. Còn nếu như mà dự án sớm nở chóng tàn, tức là gì, dự án nở ra một thời gian ngắn và dự án chưa kịp list sàn mà nó đã tàn luôn thì sao? Thì chúng ta sẽ mất đi cái số mà tiền điện mà chúng ta đã bỏ ra, mất đi sự hao mòn
máy và cái công sức của các bạn đã bỏ ra ha. Còn mình thì với anh em bạn bè của mình thì đã bắt đầu đào được mấy ngày hôm nay rồi, và mình bắt đầu từ những ngày đầu tiên cho nên nó khá là khó khăn, và đến hôm nay thì mọi chuyện nó đã đơn giản hơn rất là nhiều cho mình cũng như cho các bạn, cho nên hôm nay mình mới làm video để giới thiệu với các bạn. Rồi các bạn chỉ cần có gì, các bạn chỉ cần có một cái cạc có thể đào được rồi. Cái phần mềm đào thì các bạn có thể sử dụng là cái phần mềm đang rất là nổi tiếng ở thời điểm hiện nay, đó là gì, SRB Miner. Đây các bạn ha, một phần mềm rất là nổi tiếng, và các bạn có thể mine ngay trên Windows của các bạn luôn ha. Và những bạn nào mà đã coi video của mình rất là nhiều và đã thực hành rất là nhiều thì các bạn cũng có thể sử dụng gì, HyperOS, để các bạn có thể đào được cái token này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cái bull, một bull solo và một bull chung để các bạn có thể đào được. Và hai cái bull này khá là dễ cấu hình. Thứ nhất là bull crypto mining bull. Thì cái bull này các bạn vào đây thì các bạn sẽ thấy được ở dưới này là KLS. Cái bull này là bull để đào solo và các bạn rất là dễ cấu hình, mình sẽ nói luôn ha. Các bạn sẽ rất là dễ cấu hình. Ok, các bạn chọn là connection. Rồi, tiếp theo là các bạn ấy gì? Chọn cho mình một trong những cái bull đào ở đây. Tiếp theo các bạn chọn là khu vực, có thể các bạn chọn cho mình là khu vực Asia. Tiếp theo các bạn chọn cho mình là miner, SRB miner, nó chỉ hỗ trợ mỗi SRB miner thôi. Tiếp theo các bạn điền cho mình một cái địa chỉ ví. Rồi, trước khi đi vào cái phần cấu hình hay cài đặt hoặc là như thế nào thì chúng ta phải có một cái ví đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái ví trước. Thì để có một cái ví thì các bạn rất đơn giản, các bạn lên Discord của, sau đó các bạn vào cái phần này, các bạn vào phần use full link, các bạn chọn cho mình là gì, GitHub đây. Tiếp theo các bạn chọn cho mình cái version này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đào, các bạn xài Win thì các bạn đào cho mình bản Win, và các bạn xài Linux thì các bạn đào cho mình cái Linux. Ok, thì sau khi đào về thì các bạn giải nén ra, thì giải cái nén ra thì các bạn sẽ có được một cái thư mục như thế này ha. Đây là một cái thư mục. Rồi thì làm thế nào các bạn có thể tạo được ví của các bạn. Rồi bây mình hướng dẫn các bạn ở trên Win ha, còn Linux các bạn làm tương tự. Thì đầu tiên các bạn phải bật một cái terminal lên, sau đó các bạn cho chạy một cái lệnh là gì, kase wallet đây. Rồi cái lệnh này ở đâu các bạn cũng sẽ lại vào trong cái phần useful link, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây ha. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn. Đầu tiên các bạn chạy cái lệnh này để gì, nó bật lên một cái nốt và nó xin cái nốt này. Xin cái nốt thực ra là gì, tức là gì, nó xin tất cả các block, cái data cơ sở dữ liệu của cái thằng Kasen này về. Thì tại sao nó phải xin về, thì nó xin về á, thì cái ví của các bạn kết nối lên trên cái mạng lưới này thì mới các bạn mới thấy được cái số balance, là cái giá trị token, cái số token của các bạn ở trên ví. Các bạn có thể tạo được ví nhưng mà các bạn sẽ không thấy bất cứ một cái số token nào, mặc dù là trên web các bạn sẽ thấy được số token của mình, hoặc là khi các bạn đào nó đã trả token về ví cho các bạn. Nhưng mà các bạn lại không biết, không bao giờ thấy được cái ví đó, cái số token đó trên ví của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái nốt này các bạn chưa xin xong. Cho nên là các bạn phải nhớ cho mình, các bạn muốn biết được cái thông tin về cái ví thì rất đơn giản, lấy được cái địa chỉ ví rất đơn giản. Nhưng mà để các bạn có thể lấy được toàn bộ thông tin thì các bạn bắt buộc phải xin cái nốt này. Thì đầu tiên các bạn chạy cái nốt lệnh này ha. Tiếp theo các bạn chọn cho mình cái lệnh này, đúng không ạ? Để các bạn tạo ra một cái wallet. Sau đó là gì? Các bạn có thể ghi lại cái seed phrase bằng cái lệnh này. Các bạn có thể chạy hoặc không chạy. Thì các bạn chạy cái lệnh này thì nó sẽ cho các bạn một cái seed phrase của cái ví của các bạn, cũng như nó cho các bạn một cái file lưu trên máy tính của các bạn, để sau này các bạn có thể gì, kết nối vô bất cứ một cái ví nào từ cái file JSON đó, và các bạn phục hồi lại cái ví của các bạn. Nhưng mà cái file đó thì các bạn cẩn thận ha, bởi vì có thể nó sẽ có mật khẩu, mà các bạn mà đã quên mất mật khẩu là coi như là thua. Rồi tiếp theo, các bạn muốn có được cái ví thì các bạn phải chạy cho mình cái lệnh này, daemon, và đề nghị một địa chỉ ví. Được chưa? Cái này nó sẽ chưa cho các bạn địa chỉ ví đâu ha. Cái này các bạn nhớ, nó không cho các bạn một địa chỉ ví đâu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm. Thì mình sẽ làm cho các bạn bước thứ hai.
là chạy nốt ba bước tạo ví để các bạn lấy địa chỉ ví. Ok, thì ở Windows thì các bạn enter ha, và đây nó xin, nó xin thì các bạn bắt buộc phải để cho nó xin ha. Rồi tiếp theo các bạn quay trở lại thư mục đó, các bạn chọn cho mình là gì, một cái terminal trong thư mục đó nữa. À, tiếp theo các bạn sử dụng cho mình cái lệnh là start daemon, và các bạn để nguyên không được tắt ha, các bạn phải nhớ hai cửa sổ đó các bạn phải để nguyên không được tắt. À, đối với những bạn xài Linux thì cái việc cửa sổ nhiều này nó sẽ dễ dàng quản lý hơn, nhưng mà đối với Windows chúng ta thì hơi rắc rối một tí. Thôi sau khi nó chạy được hai cái cửa sổ đó thì chúng ta sẽ chạy cái lệnh new extract, thì nó sẽ cho các bạn một cái địa chỉ ví. À, các bạn thấy không, nó cho các bạn một cái địa chỉ ví và các bạn copy cái địa chỉ ví này. Rồi bây giờ mình giả định là chúng ta đã có một cái địa chỉ ví ha. Đây, new test document. Rồi bây giờ mình dán. Đấy, mình giả định đây là mình đã có một cái địa chỉ ví rồi các bạn ha. Các bạn phải nhớ địa chỉ ví có phải có chữ ksen ở phía đầu nữa ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thực hành với việc đó là gì? Đó là chúng ta cài đặt ở trên bool như thế nào để con trâu chúng ta có thể đào. Rồi tiếp theo các bạn vào bool. Bây giờ mình sẽ cấu hình cho các bạn để các bạn có thể chạy được cái bool solo đầu trước ha. Bool này chạy solo, các bạn chọn vào đây, rồi các bạn chọn cho mình là connection. Tiếp theo là ở đây các bạn chọn cho mình là gì, khu vực các bạn đang sinh sống, thì các bạn nên chọn gần khu vực của mình để cho cái gì độ trễ nó thấp và các bạn đào nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chọn gì, miner thì ở đây nó chỉ hỗ trợ là SRB miner mà thôi. Tiếp theo wallet, cái phần wallet này thì các bạn hãy điền một cái địa chỉ wallet ra lúc nãy vào ha. Tiếp theo cái worker name, worker name thì các bạn đánh gì, thì các bạn đánh test YouTube ha, YouTube được chưa. Rồi tiếp theo là người ta sẽ cho các bạn cái link để các bạn có thể đào cái SRM về. Đây các bạn ha, cái version mới nhất là gì, SRB Miner Multi V2441. Rồi các bạn xài Win thì các bạn download cho mình bản bản Win, còn các bạn mà xài Linux thì các bạn download cho mình bản linux.ta.gz là ví dụ ha. Rồi tiếp theo người ta sẽ cho các bạn cái phần cấu hình đây. Các bạn thấy không, người ta sẽ cho thẳng các bạn rồi này, dành cho những bạn chạy Win thì rất là đơn giản, là các bạn chỉ việc copy cái đoạn này đúng không ạ, các bạn download về các bạn copy, các bạn tạo ra một cái file path, không biết các bạn biết tạo chưa nhỉ. Thôi bây giờ mình tạo cái file path cho các bạn xem luôn ha. SRB miner, rồi mình extract ra. Rồi tiếp theo mình làm gì, mình chọn vào đây, vào đây xong các bạn sẽ lấy bất cứ một cái file path nào trong này cũng được, không có vấn đề gì. Các bạn chọn edit và các bạn dán cái này vô đây cho mình, được chưa, các bạn không thay đổi gì hết, các bạn dán vô đây cho mình thì các bạn sẽ thấy nè, cái lệnh chạy là SRB Multi này, disable CPU, không đào bằng CPU, thuật toán của nó là ksenh, bool đào của chúng ta là gì, SG Wubly gì đây ha, 3132, cái này khả năng là Singapore các bạn ha, chứ không phải Sài Gòn đâu nghe. Rồi tiếp theo là wallet của các bạn và cuối cùng là tên của con trâu đào của các bạn. Rồi các bạn chỉ việc chạy mà thôi, các bạn lưu lại ha, các bạn xây lại. Rồi ok, các bạn tắt đi. Rồi các bạn cái chỗ này sau đó các bạn sửa lại cho mình là star mining kls để các bạn đỡ quên. Sau đó các bạn gì, các bạn có thể tiến hành chạy, được chưa. Thì các bạn cũng sẽ thông cảm với mình, bởi vì sao, máy mình không có GPU cho nên không thể đào được, cho nên là nó lỗi. Còn nếu các bạn mà máy có GPU thì nó sẽ bắt đầu nó tiến hành đào cho các bạn. Và với đào trên Windows thì các bạn có thể gì, sử dụng những cái tham số, ví dụ như các bạn có thể sử dụng thêm một số tham số và các bạn có thể cấu hình cái con miner của các bạn với những thông số mà nó để nó chạy nó ổn định hơn. Thì những cái này chúng ta sẽ nói ở phần sau các bạn ha. Rồi vậy là mình đã chỉ cho các bạn cấu hình xong để các bạn có thể đào solo. Thì đào solo thì tùy tốc độ của các bạn nên càng nhiều càng tốt, bởi vì đào solo là gì, một mình các bạn solo với cả mạng lưới, vì thế tốc độ các bạn phải càng cao
thì khả năng lợi nhuận của các bạn sẽ càng cao. Còn nếu mà những bạn mà tốc độ thấp thì các bạn hãy cứ đào bùn, chúng ta chia sẻ với nhau thì nó sẽ lợi hơn rất là nhiều. Ok, đó là mình đã hướng dẫn các bạn xong về cái bùn gì đây, Wubly, Fubly gì đây ha. Và tiếp theo mình giới thiệu với các bạn một cái bùn mới, và cái bùn này cũng rất là dễ có thể cài đặt. Rồi, cái bùn này là gì? E4bun.com Kasen. Rồi, cái bùn này các bạn muốn đào thì các bạn như thế nào? Star Mining. Thì hầu hết những cái này là mình giới thiệu cho các bạn xài Win thôi. Còn những bạn mà xài HyperOS thì mình sẽ lên một cái video sau cho các bạn. Thì đối với các bạn xài HyperOS mà các bạn đã biết thì nó khá là đơn giản rồi. Các bạn chỉ việc làm tương tự giống Win của chúng ta thôi là hoàn thành, nó không có gì hết ha. Rồi, Star Mining. Ở đây các bạn gì? Các bạn chỉ dán cho chúng ta vô là cái gì? Cái địa chỉ ví của chúng ta. Ồ, mình xin lỗi, cái địa chỉ ví mình để đâu mất rồi. Và như các bạn thấy, đây địa chỉ ví của mình đây các bạn ha. Nãy mình có lưu địa chỉ ví rồi đây ha. Rồi, ok, các bạn dán địa chỉ ví của các bạn vào đây. Đúng không ạ? Tiếp theo các bạn đánh ở đây cho mình là gì? Test YouTuber, YouTube. Đó là ví dụ như mình đặt tên. Thì các bạn sẽ được thấy, nếu các bạn sử dụng phần mềm đào là gì? Là SRB Miner Multi giống như cái bùn đào trước, thì các bạn cũng sẽ có cái lệnh cấu hình hầm đây ha, multi miner trừ rồi bull rồi wallet là xong. Ngoài ra là gì, cái bull này nó còn hỗ trợ một cái phần mềm đào của chính Kasen phát triển. Đây là gì, các bạn chỉ việc Kasen Miner Stratum của nó là đây, rồi địa chỉ ví của các bạn và tên của miner của các bạn, rồi các bạn cũng tạo một cái file path y chang rồi các bạn tiến hành đào mà thôi. Nó rất là dễ. Thực ra là gì, các cấu hình này nó rất là giống nhau các bạn, cùng một phần mềm cấu hình nó sẽ rất giống nhau, gần như là y chang nhau. Nó chỉ khác nhau ở một cái duy nhất, đó là gì, cái bùn đào này nè các bạn. Còn tất cả những cái thông số này là gần như là như nhau hết, không có gì hết. Cho nên ví dụ như các bạn tham gia một cái bùn khác thì các bạn gì, các bạn lại thay cái bùn này và cái bọt này nữa là xong. Rất là đơn giản ha. Ngoài ra đây các bạn còn có một cái bull này, thì cái bull Mining for People này thì nó khá khó cấu hình một xíu, nó khá khó cấu hình một xíu, và nó hỗ trợ cấu hình trên Windows tốt hơn là trên Linux. Đây các bạn xem, bởi vì cái thằng này nó đang hiện nay ở thằng này nó đang hỗ trợ là cái gì, nó sử dụng cái bản là cái bản custom của SRB nha các bạn nha, SRB Miner này. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái S đây. Cái này lại cấu hình trên HyperOS các bạn ha. Ngoài ra còn có một cái bull nữa là bull Kasen Mini Bull. Đây là một trong những cái bull thế hệ đầu tiên. Tụi mình khai thác ngay từ những ngày đầu tiên luôn các bạn ơi. Và cái bull này thì các bạn sẽ thấy được đó là nó là khá, mình sẽ nói luôn nó khá có khó cấu hình cho những cái bạn mà mới, người mới ha. Vì thế là cái này là mình sẽ không có khuyến khích các bạn, mà mình chỉ cho các bạn xem là có cái bull này nữa mà thôi. Thì các bạn cũng nhìn nè, đây cái của nó cái gì đây, cũng là cái file cấu hình đó nè, SRB Miner này, trừ disable CPU, không cho download bằng CPU nè, rồi cũng cái thuật toán này cũng trừ bull nè, cũng Stratum RC này, cái này khác là nó có Stratum cộng TCP thôi, và tiếp theo là trừ wallet. Sau đó là gì, cái bull này nó có thêm một cái tham số nữa là trừ password ở phía dưới này nữa thôi ha. Rồi, vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn cơ bản về cái cách đào cái đồng Kasen Network này ở trên Windows. Mình sẽ dừng video về Kasen Network trên Windows ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh của mình. Xin chào các bạn.